Công an thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công vụ án ma túy, tang vật thu giữ là 2 bánh heroin. Trong quá trình trinh sát, lực lượng cảnh sát điều tra công an thị xã Sapa phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán ma túy liên tỉnh. Các đối tượng này thường câu kết với các đối tượng ngoài tỉnh rồi mua bán ma túy từ các tỉnh khác vận chuyển về Sapa để bán kiếm lời. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 15 tháng 5, đội điều tra tổng hợp công an thị xã Sapa phối hợp với công an phường Ô Quý Hồ, công an phường Cầu Mây, thị xã Sapa bất ngờ áp sát kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Ma Xeo Sinh, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại thôn Sao Cô Sinh, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương. Tang vật thu giữ trên người đối tượng là 2 bánh heroin, 1 xe mô tô cùng một số vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ma Xeo Sinh khai nhận số ma túy trên Sinh mua của một người không rõ danh tính ở tỉnh Điện Biên với số tiền là 200 triệu đồng mang về thị xã Sapa bán kiếm lời. Khi chưa kịp giao ma túy cho khách thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sapa đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.